chào các em. Cô là Vũ Thị Lan Phương, giáo viên trường trung học cơ sở Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Rất vui được hướng dẫn các em ôn tập chuyên đề giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Các em cần nắm vững các bước giải bài toán. Bước 1, lập hệ phương trình. Trong bước lập hệ phương trình, chúng ta phải thực hiện 3 ý. Ý thứ nhất, chọn hai ẩn và điều kiện của ẩn. Ý thứ hai, biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và đại lượng đã biết. Ý thứ ba, dựa vào mối quan hệ của các đại lượng để lập hệ phương trình. Bước 2 giải hệ phương trình vừa tìm được. Bước 3 đối chiếu điều kiện và trả lời. Chuyên đề này chúng ta thường gặp một số dạng toán cơ bản. Ví dụ như dạng toán liên quan đến số và chữ số, dạng toán chuyển động, dạng toán công việc làm chung làm riêng, dạng toán về năng suất và công việc, dạng toán sử dụng đến các kiến thức về phần trăm và dạng toán liên quan đến các kiến thức hình học. Với mỗi dạng toán, các em cần nắm được các đại lượng và mối quan hệ của các đại lượng cũng như một vài nét đặc trưng của dạng toán. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn qua một vài ví dụ. Bài 1. Tìm một số có hai chữ số, biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 9. Nếu viết thêm chữ số 0 xen vào giữa hai chữ số của nó thì được một số mới gấp 9 lần số ban đầu. Đây là bài toán liên quan tới số và chữ số. Trong dạng toán này, các em cần lưu ý hai vấn đề. Thứ nhất, là điều kiện của ẩn. Thứ hai, cách biểu diễn giá trị của một số qua các chữ số của nó. Sau đây, chúng ta sẽ phân tích bài toán và giải theo từng bước. Bài toán này, chúng ta sẽ chọn ẩn là hai chữ số của số cần tìm. Cụ thể, ta gọi chữ số hàng chục là x, chữ số hàng đơn vị là y. x y là các chữ số nên phải lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 9 và là các số tự nhiên. Mặt khác, x là chữ số hàng chục của một số có hai chữ số nên x phải khác 0. Do đó, điều kiện của ẩn là x lớn hơn 0, nhỏ hơn bằng 9. Y lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 9 và y thuộc N. Trong bài toán này, thấy rằng có hai đại lượng cần biểu diễn qua ẩn. Đấy là số ban đầu và số mới khi đã viết xen chữ số 0 vào giữa hai chữ số của nó. Số ban đầu có chữ số hàng chục là x, chữ số hàng đơn vị là y nên giá trị của số đó là 10x cộng y. Khi viết xen chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số ban đầu, ta được số mới có chữ số hàng trăm là x, Chữ số hàng chục là 0 và chữ số hàng đơn vị là y. Nên giá trị của số mới là 100x cộng y. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu mối quan hệ của các đại lượng. Quan hệ thứ nhất, số mới gấp 9 lần số ban đầu. Dựa vào quan hệ này, chúng ta lập phương trình thứ nhất. Biến đổi phương trình này về dạng phương trình bậc nhất hai ẩn tổng quát, ta được phương trình thứ nhất 5x trừ 4y bằng 0. Quan hệ thứ hai là tổng các chữ số của số ban đầu bằng 9. Chúng ta lập được phương trình thứ hai x cộng y bằng 9. Chúng ta đã lập được hệ phương trình. Việc giải hệ phương trình này với các em chắc là rất dễ dàng rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng phương pháp cộng hoặc phương pháp thế để giải. Sau khi giải xong, chúng ta tìm được x bằng 4, y bằng 5. Bước thứ ba, đối chiếu x bằng 4, y bằng 5 với điều kiện của ẩn. Ta thấy chúng thỏa mãn điều kiện của ẩn. Và kết luận được số ban đầu cần tìm là 45 qua bài tập số 1. Các em cần lưu ý về việc chọn ẩn và biểu diễn giá trị của một số qua các chữ số của nó trong dạng toán liên quan tới số và chữ số. Sau đây chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Trên một khúc sông dài 180 km, hai cano cùng khởi hành đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 3 giờ tính vận tốc thực của mỗi cano, biết vận tốc dòng nước là 3 km h và mỗi giờ cano xuôi dòng đi nhanh hơn cano ngược dòng 8 km. Bài toán này thuộc dạng toán chuyển động. Với dạng toán chuyển động, bao giờ cũng có 3 đại lượng, quãng đường, vận tốc, thời gian. Các em cũng cần lưu ý mối quan hệ của ba đại lượng này chẳng hạn quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian hoặc là vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian. Trong bài toán có hai đối tượng chuyển động, đấy là cano xuôi dòng và cano ngược dòng. Với việc phân tích bài toán như thế, chúng ta nên lập bảng biểu diễn các đại lượng để nhìn rõ hơn các đại lượng đã biết, chưa biết và mối quan hệ của các đại lượng. Việc đầu tiên các em cần tìm hiểu trong các đại lượng của bảng đại lượng nào đã biết. Với giả thiết hai cano cùng khởi hành đi ngược chiều và gặp nhau sau 3 giờ thì đại lượng đã biết ở đây là thời gian chuyển động của mỗi cano. Đấy là 3 giờ. Tiếp theo, chúng ta chọn đại lượng làm ẩn. Ở đây các em có thể chọn ẩn trực tiếp hoặc chọn ẩn gián tiếp. Nếu chọn ẩn trực tiếp, đề bài hỏi vận tốc thực của mỗi cano, chúng ta sẽ gọi vận tốc thực của mỗi cano này là ẩn. Còn chọn ẩn gián tiếp, mình có thể chọn quãng đường cano xuôi dòng đi là x, quãng đường cano ngược dòng đi được là y. Hoặc là chúng ta cũng có thể gọi vận tốc của cano xuôi dòng là x, vận tốc cano ngược dòng là y. Nhưng theo cô, trong bài toán này chúng ta nên đặt ẩn trực tiếp thì sẽ đơn giản hơn. Ta sẽ gọi vận tốc thực của cano xuôi dòng là x, vận tốc thực của cano ngược dòng là y. Đây là chuyển động dưới nước nên vận tốc khi xuôi dòng thì bằng vận tốc thực của cano cộng với vận tốc dòng nước, khi ngược dòng thì bằng vận tốc thực của cano trừ vận tốc dòng nước. Nên vận tốc của cano xuôi dòng ở đây sẽ là x cộng 3 và vận tốc của cano ngược dòng là y trừ 3. Đại lượng còn lại là quãng đường. Chúng ta sẽ biểu diễn thông qua hai đại lượng thời gian và vận tốc. Quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian. Như vậy, chúng ta đã lập xong bảng biểu diễn các đại lượng. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu tiếp các quan hệ của các đại lượng này để lập hệ phương trình. Quan hệ thứ nhất, khúc sông dài 180 km, hai cano đi ngược chiều và gặp nhau. Như vậy, tổng quãng đường chuyển động của hai cano sẽ bằng 180 km chúng ta lập được phương trình thứ nhất. 3 x x cộng 3 cộng 3 x y trừ 3 bằng 180. Quan hệ thứ hai, mỗi giờ cano xuôi dòng đi nhanh hơn cano ngược dòng 8 km. Chúng ta lập được phương trình thứ hai. X cộng 3 trừ y trừ 3 bằng 8. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em phân tích và tìm ra hướng làm bài toán này. Bây giờ chúng ta cùng trình bày nhé. Bước thứ nhất, gọi vận tốc thực của cano xuôi dòng là x km/h, vận tốc thực của cano ngược dòng là y km/h. Các em đừng quên việc chọn ẩn và kèm theo đơn vị. Điều kiện của ẩn x lớn hơn 0, y lớn hơn 3. y là vận tốc của cano ngược dòng nên phải lớn hơn vận tốc dòng nước, do đó y phải lớn hơn 3. Tiếp theo, chúng ta trình bày việc biểu diễn các đại lượng còn lại qua ẩn và đại lượng đã biết. Vận tốc cano xuôi dòng là x cộng 3 km h Vận tốc của cano ngược dòng là y trừ 3 km h Trong 3 giờ, quãng đường cano xuôi dòng đi được là 3 nhân x cộng 3 và quãng đường cano ngược dòng đi được là 3 nhân y trừ 3. Sau đó, chúng ta chỉ ra mối quan hệ để lập phương trình thứ nhất. Tương tự, chỉ ra mối quan hệ thứ hai để lập phương trình thứ hai. Từ 1 và 2, chúng ta có hệ phương trình. Để giải hệ phương trình này, các con phá ngoặc đưa về dạng hệ phương trình cơ bản. Chú ý, đối với phương trình thứ nhất, ta nên chia hai vế của phương trình cho 3 để việc tính toán được đơn giản hơn. Với hệ phương trình này, các con nên sử dụng phương pháp cộng đại số giải cho nhanh và chúng ta sẽ tìm được x bằng 31, y bằng 29 x bằng 31, y bằng 29 thỏa mãn điều kiện của ẩn. Ta kết luận được vận tốc thực của cano xuôi dòng là 31 km h Vận tốc thực của cano ngược dòng là 29 km h Qua việc làm bài tập thứ hai, các em thấy rằng ngoài việc nắm được các đại lượng và mối quan hệ của chúng, Ta cần phải nhớ được những nét đặc trưng của dạng toán. Chẳng hạn trong bài toán này là chuyển động ngược chiều gặp nhau nên tổng quãng đường hai chuyển động đi được bằng khoảng cách ban đầu. Và chuyển động dưới nước thì vận tốc xuôi dòng bằng vận tốc thực cộng vận tốc dòng nước, vận tốc ngược dòng bằng vận tốc thực trừ vận tốc nước. Tiếp tục cô mời các em sang bài tập thứ 3. Hai công nhân cùng làm một công việc sau 12 giờ thì xong. Nếu đội thứ nhất làm trong 10 giờ rồi đội thứ hai đến cùng làm tiếp trong 4 giờ nữa thì xong công việc. Hỏi nếu mỗi đội làm một mình thì xong công việc trong mấy giờ? Bài toán này là dạng toán làm chung, làm riêng một công việc. Đối với dạng toán này, chúng ta có hai đại lượng đấy là thời gian hoàn thành công việc và phần công việc làm trong một đơn vị thời gian hay còn gọi là năng suất. Bài toán có 3 đối tượng: đội công nhân thứ nhất, đội công nhân thứ hai và cả hai đội. Sau đây, chúng ta lập bảng biểu diễn các đại lượng. Trong bảng này, đại lượng đã biết là thời gian hoàn thành công việc của cả hai đội 12 giờ. Từ đó chúng ta suy ra được trong 1 giờ cả hai đội làm được 1 phần 12 công việc. Việc chọn ẩn, chúng ta cũng có thể chọn ẩn trực tiếp hoặc chọn ẩn gián tiếp. Đề bài hỏi thời gian mỗi đội làm một mình xong công việc nên đặt ẩn trực tiếp thì chúng ta sẽ gọi số giờ hoàn thành công việc của đội 1 là x, đội 2 là y. Từ đó suy ra phần công việc đội 1 làm trong 1 giờ là 1 trên x. Phần công việc đội 2 làm trong 1 giờ là 1 trên y. Với dạng toán này, các em cần lưu ý chúng ta cộng cột năng suất là được một phương trình thứ nhất. 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1 phần 12. Ngoài ra, đề bài còn cho chúng ta một giả thiết. Nếu đội thứ nhất làm trong 10 giờ, rồi đội thứ hai đến cùng làm tiếp trong 4 giờ nữa thì xong công việc. Ta sẽ lấy phần việc của đội thứ nhất làm trong 10 giờ cộng với phần việc của cả hai đội làm trong 4 giờ thì xong công việc, tức là bằng 1. Ta có phương trình thứ hai. Ngoài ra, đối với bài tập này, các em cũng có thể gọi ẩn một cách gián tiếp. Nếu chọn ẩn gián tiếp, chúng ta sẽ chọn phần công việc làm trong 1 giờ của đội 1, đội 2 làm ẩn. Khi đó, số giờ hoàn thành công việc của đội 1 sẽ là 1 trên x. Số giờ hoàn thành công việc của đội 2 là 1 trên y. Việc lập phương trình cũng tương tự như cách đặt ẩn trực tiếp. Ta lập được phương trình thứ nhất, x cộng y bằng 1 phần 12. Và 10 x x cộng 4 x 1 phần 12 bằng 4. Các em có thể chọn một trong hai cách làm này. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải theo cách thứ nhất. Gọi thời gian đội thứ nhất là một mình hoàn thành công việc là x giờ. Thời gian đội thứ hai là một mình hoàn thành công việc là y giờ. Điều kiện của ẩn x, y đều phải lớn hơn 12 vì cả hai đội làm chung thì 12 giờ xong công việc. Vậy mỗi đội làm một mình thì thời gian phải lớn hơn 12 giờ. 1 giờ Đội 1 làm được 1 trên x công việc. Đội 2 làm được 1 trên y công việc. Chúng ta lập luận để lập phương trình thứ nhất. Vì hai đội cùng làm trong 12 giờ thì hoàn thành công việc nên 1 giờ cả hai đội làm được 1 phần 12 công việc. Ta có phương trình 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1 phần 12. Lập luận để có phương trình thứ hai vì đội thứ nhất làm một mình trong 10 giờ rồi đội thứ hai đến làm tiếp trong 4 giờ thì xong công việc nên ta có phương trình 10 x 1 trên x cộng 4 x 1 phần 12 bằng 1 chúng ta đã lập được hệ phương trình nhìn vào phương trình này có một số em thấy rằng phương trình thứ nhất xuất hiện 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1 phần 12 và nghĩ ngay đến việc giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ. Tuy nhiên, hệ phương trình trong bài này còn một cái đặc điểm là phương trình thứ hai chỉ có một ẩn x nên chúng ta có thể giải bằng cách biến đổi phương trình thứ hai tìm x sau đó thế lên phương trình 1. Cách giải này sẽ nhanh hơn chúng ta đặt ẩn phụ. giải hệ phương trình ta tìm được x bằng 15, y bằng 60. Hai giá trị này đều thỏa mãn điều kiện của ẩn và ta kết luận được đội thứ nhất làm một mình hoàn thành công việc trong 15 giờ, đội thứ hai làm một mình hoàn thành công việc trong 60 giờ. Các em thân mến, trong một thời gian ngắn chúng ta chỉ mới làm được 3 dạng bài tập. Cô hy vọng qua ba bài tập này, các em đã nắm được cách phân tích đề bài, tìm ra các đại lượng và mối quan hệ của chúng. Từ đó, các em sẽ làm tốt hơn các bài tập của những dạng còn lại. Chúc các em thành công.